Hôm nay em có một chiếc xe loanh quanh tầm giá chỉ có là 200 triệu đồng thôi. Đấy, loanh quanh tầm tiền đấy thôi thì mình đã có thể mình mua được một chiếc xe với thiết kế là cần số tự động và xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Và một chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là chất, vẫn còn khá là mới so với đời các bác nhá. Con này của em là một chủ từ đầu sử dụng, đấy, biển Hà Nội, tên tư nhân, chính chủ mua mới và bây giờ thì đã bán lại cho bên em rồi. Bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này về sử dụng thì các bác mình cùng xem, cùng ngắm và liên hệ cho bên em để chốt giá đẹp nhất các bác nhá. Các bác nhìn xem từ ghế trên cho tới cái ghế dưới này, nó còn rất là mới luôn. Ghế da của nó vẫn còn nguyên đẹp các bác nhìn này. Vừa lỉ vừa da nó vẫn còn nguyên đẹp luôn. Đấy, ghế da này là ghế da zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Tất cả những cái phần tắp đi cánh cửa này đều được thiết kế bằng chất liệu nhựa và giữa của nó là được thiết kế bằng chất liệu lỉ. Đấy, các bác nhìn xem, bằng chất liệu lỉ các bác nhá. Vâng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc đấy ạ, chứ không phải là xe Việt Nam lắp ráp đâu, cho nên là chạy nó rất là chắc và đầm và êm đấy các bác nhá. Và độ bền của những cái chiếc xe nhập khẩu bao giờ nó cũng sẽ hơn những mẫu xe mà lắp ráp tại Việt Nam đấy các bác nhìn xem. Rồi, những cái phần khóa của nó là rất là sáng này, lòng trong của nó vẫn thậm chí vẫn là sơn zin và ghế da đấy, ghế lỉ các bác nhìn xem rất là mới luôn. Và đây em sẽ ngồi vào cái ghế này và quay các bác mình xem khu vực nội thất, phần tắp nô bên trong. Đây, hệ thống điều hòa của xe là điều hòa auto tự động, mình ấn đây là tắt và ấn đây thì là bật các bác nhá. Đầu đài giải trí nguyên bản theo xe. Đấy, có cả chức năng sấy sửa ghế. Đây một công tắc sấy, đây một công tắc sấy, mỗi công tắc tương ứng cho một cái ghế các bác nhá. Và đây là vô lăng. Các bác nhìn xem vô lăng 4 chấu có túi khiên nằm an toàn nằm ở giữa và da của vô lăng các bác nhìn thấy vẫn còn đẹp. Vì đây là một chiếc xe một chủ từ đầu sử dụng cho nên là người ta đi rất là ít, người ta đi rất là giữ gìn các bác nhá, cho nên là nó mới được ok như thế này. Và km của chiếc xe hiện tại đang chỉ hiện thị là 12 vạn km thôi. Đấy vâng. Mẫu xe được mang tên là Kia Morning các bác nhá, sản xuất năm 2009. Số tự động zig zag bản đủ nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bác nhá. Con này của em là bản SNX đấy, chứ không phải là xe Việt Nam lắp ráp đâu các bác nhá. Đấy, bộ ghế da của xe còn rất là đẹp luôn và các bác thấy thì có cả gương là chống chói đúng không ạ? Thậm chí là cái vị trí này vẫn còn bọc ni lông này và trần lý của xe vẫn còn rất là mới đây các bác nhìn xem, rất là mới luôn các bác nhá. À, các bác nhu cầu liên hệ cho bên em để chốt giá đẹp nhất cho mẫu xe này. Vâng. Các anh đi xem xe. Vâng, xe không lỗi các bác nhá, keo chỉ zin, máy số zin các bác nhá, nội thất zin, một chiếc xe với độ zin còn rất là cao, zin cả con, zin cả xe luôn các bác ạ. Một chiếc xe mà cũng không có nhiều về cái độ đẹp trên thị trường các bác nhá. Vâng, các bác nhìn đây, với cái phần mép cánh cửa nó keo chỉ nó vẫn còn nguyên zin đây các bác này. Đấy, keo chỉ nó vẫn còn nguyên đây. Các bác nhìn xem, lòng trong sơn si vẫn là sơn zin đây. Rất sáng bóng. Đấy, dòng này là dòng zin các bác nhá. Tất cả vị trí tắp ni cánh cửa này, đồ nhựa của nó các bác nhìn xem, nó vẫn còn khá là mới, những cái gai của nó nổi lên còn rất là cao, không hề mòn bạc gì đúng không ạ. Và đây là công tắc lên xuống kính các bác nhá, tay cầm nắm bám để khi mình mở cửa đây các bác này. Đấy, sàn da lót thảm trải sàn ở trên rồi và phần vách cánh cửa đây không có một cái hiện tượng gì là mục mọt hay là han gì các bác nhá. Tất cả những con vít, những con bu lông ở đây các bác nhìn xem vẫn còn được sáng đẹp như này. Đấy, không han luôn. Đấy, bu lông cánh cửa xe chưa bị tháo và chưa bị vặn, cột kèo đinh tán nguyên bản nguyên zin theo xe các bác nhá, không bị mất một đinh nào cả. Tai nạn đâm đụng ngập nước thủy kích bên em bao và đảm bảo cho toàn thể các bác yên tâm, bảo hành cho bác mình luôn. Đấy, nếu phát hiện ra những vấn đề tai nạn đâm đụng ngập nước các bác mình mang lên đây em hoàn lại tiền cho nhá, mang xe lên đây em hoàn lại tiền lại cho các bác. Vâng ạ. Các bác nhìn xem tắp lô của nó này rất mới luôn, nội thất màu đen các bác nhá. Đấy, rất là mới luôn đây các bác nhìn xem này. Đấy, ghế da là cả bộ theo xe, tôn vỏ của những chiếc xe nhập này nó cứng, nó dày, nó chắc, chắc cực kỳ luôn. Và kính của xe vẫn là kính zin các bác nhá. Con này của em được sản xuất năm 2009. Đây, số 9 đây vẫn còn được nguyên đây các bác này. Con này biển Hà Nội, biển rất là đẹp và dễ nhớ các bác nhá. Biển 2997 đúng không ạ? Con này mà biển 1997 nữa thì còn đẹp nữa đúng không ạ? 30B2997 các bác nhá. Và đây là cái phần mép cánh cửa tiếp theo của chiếc xe Kia Morning này các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ nó vẫn còn nguyên, tất cả bu lông ốc nhái của nó các bác nhìn xem vẫn còn rất là sáng và rất là mới luôn. Đúng không ạ? Và đây nữa nhá các bác nhá. Đây lòng trong này các bác nhìn xem những phần khóa cửa xe còn đẹp đẹp như vậy. Bộ ghế da thì vừa em cũng đã quay qua rồi, các bác mình nhìn lại cho em một phát nữa đi. Đấy, ghế da đẹp chưa? Ghế da này cái nhăn này là nhăn zin nhá. Người ta may như vậy đấy ạ, chứ không phải là nhăn do ngồi nhiều các bác nhá. Người ta may nhăn như vậy đấy ạ. Vâng. Nội thất của chiếc xe này thì em thấy cũng không phải là chật, giống như Spark thì nó sẽ chật hơn các bác nhá. Đấy, và chân ghế của xe cũng chưa bị han gì như này. Ở dưới này nó là nỉ các bác nhá. Đấy, cửa đóng chắc lịch luôn, các bác nghe này, cửa đóng chắc lịch luôn. Rất êm và chắc. Đấy. Và bên ngoài đấy ạ, thì các bác thấy nếu mà nó là bản đủ thì nó sẽ có la răng kiểu như này, la răng dạng hoa 5 chấu, 5 chấu dạng hoa các bác nhá. Và được phay nhá. Đấy, được phay chứ không phải là la răng thường. Đấy, có xi nhan báo rẽ nằm ở trên gương đây này.
Ở đây thì có thể là đăng kiểm của xe tận tháng 6 năm 2023 đúng không ạ? Vẫn còn tương đối là dài. Đấy, kính của xe thì bọc dán xung quanh rồi và lốp của xe thì vẫn còn tương đối là dày. Các bác nhìn nhá. Đây, lốp của xe vẫn còn tương đối là dày đây các bác này. Đấy. Cặp đèn pha của nó các bác nhìn này. Đấy, bạn đủ thì đèn pha của nó sẽ là màu đen đen như thế này các bác nhá. Nếu bạn thiếu thì nó sẽ là màu trắng. Vâng, em hiện tại đang có hai con, đang có một con nữa. Một con nữa thì bản của nó chưa được đủ như thế này các bác nhá. Đấy, với nước sơn là màu ghi bạc, biển Hà Nội tên tư nhân. Các bác nhìn thấy cặp đèn pha cho đến cặp đèn gầm rất là sáng bóng đẹp mắt luôn. Mặt nạ ga lăng của xe dạng tổ ong có thiết kế là ốp lốp ở viền bên ngoài rồi đúng không ạ? Thân vỏ của xe không có lỗi, rất là căng đẹp. Sơn xi bóng mượt các bác nhá. Tí nữa sẽ quay gầm và máy nữa cho các bác mình cùng đón xem. Vâng, chiếc xe 5 chỗ ngồi không niên hạn dụng, mình có sử dụng mãi mãi, dùng sử dụng suốt đời luôn. Đời này sang đời khác được luôn đối với mẫu xe này các bác nhá. Và những cái mẫu xe 2 chỗ hoặc là những mẫu xe bán tải hoặc là những mẫu xe trên 10 chỗ thì nó mới có niên hạn. Những mẫu xe 4 chỗ, 5 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 8 chỗ, 9 chỗ thì nó sẽ không có niên hạn sử dụng các bác nhá. Còn đây là phía sau của chiếc xe Kia Morning thì các bác mình cùng đón xem theo dõi. Các bác thấy thì nó có thiết kế những cái mắt cảm biến này, có hai mắt cảm biến chống va chạm, có camera được lắp thiết kế ở đây này các bác này. Đấy, tên của xe đây và đèn của xe đây các bác nhìn xem, đèn hậu, đèn pha của xe vẫn còn rất là mới. Và đèn này là đèn zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Đèn theo xe luôn đấy ạ, màu đen. Vâng, có gạt mưa này, có đuôi gió này. Đấy, lóc của xe đây, cần lăn tăng của xe vẫn còn đầy đủ kia đúng không ạ? Cốp của xe tương đối là rộng, mình vẫn có thể để đựng đồ được. Đấy, tầng trên đây. Đấy, tầng dưới đây bằng chất liệu nỉ, các bác thấy nỉ của xe nó vẫn còn được mới như thế này. Đấy, máng nước đây. Đấy, khu vực máng nước đây, các bác nhìn xem đinh tán của nó vẫn còn nguyên đúng không ạ? Gioăng cửa xe vẫn còn đẹp, không rách cái gioăng nào cả nhá. Đấy, keo chỉ của xe nó vẫn còn zin hết cả con nha các bác nhá. Zin hết cả con luôn, không mất phần nào cả. Những cái tắp ni cánh cửa đây các bác nhìn xem này. Đấy, rất là sáng và mới các bác nhìn này. Đấy, rất là sáng và rất là mới nhá. Các bác nhìn xem. Đồ nhựa xe là không bị bắn đây, vừa em quẹt tay vào nên nó bắn ấy, lau là hết thôi. Vâng. Đây các bác nhìn này, đồ nhựa, đồ da, đồ lý nó đẹp chưa? Đấy. Được như vậy đấy ạ các bạn. Đây nữa nhá, các bác nhìn xem. Một chiếc xe mà còn được như vậy thì là một chiếc xe rất là đáng đồng tiền bát gạo cho mình bỏ ra để mình mua, mình sở hữu nó rồi đúng không ạ? Đấy, bên em có ship xe toàn quốc các bác nhá. Hỗ trợ sang tên đổi biển cũng là toàn quốc luôn, cho nên là mình thích chiếc xe nào thì cứ nhấc máy, vui lòng nhấc máy để bên em chốt ra đẹp cho. Tiến sẽ đọc số điện thoại sau. Các bác mình lưu ý cho em, Tiến đọc số điện thoại để các bác mình lưu vào máy nhá. Vâng, và đây là phần cánh cửa tiếp theo nữa của chiếc xe. Các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ bên ngoài thì nó hơi bẩn một tí. Đây em dùng tay em cạo nó đã sạch rồi các bác này. Keo chỉ nó bám bẩn mà. Đấy, nội thất bên trong thì em đã vệ sinh sạch sẽ rồi, mỗi cái mép cửa nó chưa được sạch lắm thôi, chứ còn thì về máy cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi các bác nhá. Đấy, máy của xe đã vệ sinh sạch sẽ rồi, nội thất của xe thì rất là sạch luôn, các bác nhìn xem này, rất là sạch luôn. Đấy, nỉ này, công tắc bấm kính điện lên xuống các bác nhìn thấy là chưa bị mòn bạc những cái ký tự ở đây đúng không ạ? Kính này là kính một trạng auto, đây là chốt cửa trẻ em, còn đây là cái vị trí chỉnh gương điện các bác nhá. Còn đây là loa này, loa này là loa check các bác nhá, loa phụ. Vâng, loa chính của xe được nằm ở dưới đây các bác này, bốn loa, nghe rất hay. Xe nhập có khác, nó âm thanh nghe hay thật đấy. Và đây nha, các bác nhìn xem khóa của xe, các bác nhìn xem rất là sáng này, tem này vẫn còn nguyên này. Và đây là đời của xe 2009 đây, các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Đấy, bộ ghế của xe đẹp chưa? Cả bộ luôn, rất đẹp. Táp lô của xe cũng rất đẹp các bác nhá. Táp lô xe rất đẹp. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Ừ, nghĩ chiếc xe này thì liên hệ sớm. Đấy. Nói chung là chiếc xe đẹp như thế này đấy ạ. Thì các bác vì nhanh tay cơ, các bác mình chậm tay là cũng không còn xe đâu. Vâng. Rồi ok các bác nhìn xem, với nước sơn siêu xe rất sáng bóng và đẹp mắt này. Đấy, thân vỏ căng cực kỳ luôn. Đấy, gõ kêu bong bong các bác nhá. Vì là không có bảng matic mà cho nên gõ sẽ kêu được như vậy. Kính của xe vẫn là kính zin. Vâng. Và bây giờ thì là sẽ đến cái phần gầm. Đây gầm các bác nhìn xem. Rất là sáng nhá. Các bác nhìn xem nó rất là sáng luôn. Và chiếc xe nó không có một cái lỗi gì cả. Lốp của xe vẫn còn dày, mình không có phải là về đi mua lốp nữa. Đấy, nhiều khi về phải đi mua lốp mất tiền đúng không ạ? Con này của em là lốp cũng không cần phải mua luôn, đăng kiểm không phải đăng, không phải khám luôn, dầu cũng không phải thay luôn. Đấy, mua về sẵn dùng đi ngay thôi các bác nhá. Có xi nhan báo rẽ trên gương nữa bên đây này, hai bên các bác nhá. Và đèn nữa đây, các bác nhìn xem, đèn pha đây. Cái cabo thì em cũng đã giật mở hé ra rồi. Bây giờ chỉ việc là nâng lên thôi. Nâng lên và mời các bác xem động cơ thôi. Con này động cơ của nó là 1.0 nhiên liệu, nó tầm khoảng 4 đến 5 lít trên 100 km các bác nhá. Và động cơ của chiếc xe này 1.0, thế nhưng mà nó thiết kế là động cơ 4 máy chứ không phải là 3 máy giống như là một số những mẫu xe 1.0 khác đâu các bác nhá. Và đây, các bác nhìn xem, máy 1.0 của nó các bác nhìn này rất là gọn. Và 4 máy nhá, 1 2 3 4 các bác nhìn xem, 4 xi lanh đúng không ạ? Đây này, đếm này dễ này, 1 này, 2 3 4 máy này. Vâng.
máy số zin, máy số cực chất, máy số đại chất luôn. Bên em đã kiểm tra và test sẵn về máy như số chiếc xe này rồi, gầm bệ chạy chắc lịch, mọi chức năng của xe đang hoạt động bình thường mà các bác mua về không cần phải sửa đầu tư gì nữa các bác nhá. Đi luôn, dùng ngay, dùng luôn thôi. Đấy, vâng ạ. Các bác đến địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện với 225 Trường Chinh, phường Tân Bình các bác nhá. Số điện thoại của bên em là 3 số 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389, 3 số 2, 3 số Zalo các bác nhá. Hãy kết nối Zalo và alo trực tiếp để được chốt, để được biết thêm thông tin. Vâng, sẽ có một mức giá tốt hơn ngoài cái mức giá mà bên em đưa ra, ngoài cái mức giá mà bên em chào bán các bác nhá. Vâng, bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với giá tiền hợp lý nhất cho mình các bác nhá. Vâng. Đổi xe nữa đúng không ạ? Đấy, có ship xe toàn quốc, hỗ trợ sang tên đổi biển toàn quốc. Nếu biển Hà Nội như thế này, biển đẹp như này rồi, các bác mình cứ việc là để nguyên biển và mình chỉ cần làm giấy tờ mua bán là đi được rồi các bác nhá. Vâng, để mà xem thêm những video những chiếc xe khác của siêu thị ô tô Hải Dương thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh của em Mr. Trump các bác nhá. Vâng, Mr. Trump ô tô cũ thành phố Hải Dương. Đấy là trên kênh Facebook, kênh YouTube nữa, cũng như là kênh TikTok nữa các bác nhá. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Với cái tầm tiền chiếc xe này nó loanh quanh 200 triệu thì các bác mình cứ alo để chốt giá các bác nhá.